xin kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi hướng dẫn viên lần thứ hai năm 2015. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Mai Thế Thời, cán bộ phòng bảo vệ ban quản lý khu di tích lịch sử sinh thái ATK của Hoàng Thái Nguyên. Đến với cuộc thi hôm nay, tôi xin chúc sức khỏe ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin trình bày hướng dẫn viên về khu di tích Quân Tác. Tôi lấy một giả dụ là một đoàn học giáo viên và học sinh sinh viên của một trường đến tham quan ATK và đã tham quan đền thờ Tỳ Kheo và đã tham quan đền thờ Bác Hồ. Sau đó buổi chiều mới vào khu di tích Quân Tác. Xin thưa toàn thể các thầy cô giáo cùng các học sinh, lúc sáng nay đoàn chúng ta vừa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và đã được tham quan lá Tỳ Kheo, là nơi đã ghi dấu sự kiện lưu niệm lịch sử nổi bật nhất của An Bằng Vua Định Hóa vào ngày 16 tháng 12 năm 1953, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để quyết định đánh nhiệm đến cùng, và đã được tham quan nhà trưng bày bảo tàng An Toàn Khu, là nơi trưng bày các tài liệu nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.